Chào mừng anh em đã trở lại với biên hòa Yu-Gi-Oh! Isekai, chuyển sinh sang một thế giới khác, ai mà lại không thích chứ? Trừ khi bạn Isekai thành một con creep nào đó. Nhưng đừng lo, lần này chúng ta sẽ được chuyển sinh đến một thế giới phép thuật, nơi mà những nhiệm màu cùng chuyến hành trình kỳ thú đang chờ đón. Nếu như anh em thích Runic và Generider, à quên, làm gì có ai thích Runic cơ chứ? Ý tôi là những cái tựa game RPG nhập vai cổ điển, thì chắc chắn anh em sẽ thích Adventure Token mà thôi. Nắng đã có mũ, mưa đã có ô, ra local mà không cầm theo bài để chiến thì anh em lại bảo chú lại không nể anh. Thế thì lấy đâu ra bài để đánh? Còn chơi gì nữa mà không ghé ngay qua Shopee của biên hòa Yu-Gi-Oh! Tại đây, bọn tôi có rất nhiều mặt hàng OCG và AE cho anh em lựa chọn thoải mái cùng với giá cả phải chăng. Mua bài của biên hòa Yu-Gi-Oh! Đánh thì chỉ có thắng, còn thua là do vấn đề kỹ năng. Link Shopee bọn tôi để dưới phần mô tả, anh em cần kiếm gì thì cứ nhấp vào thôi nhé. Câu chuyện về người anh hùng khởi đầu nghi thức Aramesia. Liệu anh ta thấy gì qua chuyến phiêu lưu? Adventure Token hay Brave Token và Rite of Aramesia trong phiên bản OCG là tộc bài tập trung vào Adventure Token và những lá bài được đề cập tới nó trong hiệu ứng, lần đầu được giới thiệu trong Deck Build Pack Grand Creators. Tộc bài được lấy cảm hứng từ thể loại TTRPG hay Tabletop Role Playing Game, trò chơi nhập vai trên bàn với các nhân vật như chiến binh hay pháp sư. Lá bài Adventure Token sẽ đóng vai trò nhân vật đại diện cho người chơi. Hai lá ma pháp Rites of Aramesia và Faithful Adventure thể hiện việc người chơi triệu hồi đến một thế giới phép thuật thông qua sức mạnh của Water Enchantress of the Temple. Sau đó, họ sẽ cùng bắt đầu cuộc phiêu lưu cùng với các thành viên khác. Ngoài ra, các lá bài còn lại của Adventure Token còn đại diện cho một số khía cạnh khác của thể loại RPG. Các quái thú sẽ đại diện cho những thành viên khác trong nhóm của người chơi. Các ma pháp trang bị là những trang bị mà người chơi có thể nhận được. Các ma pháp môi trường đại diện cho những cài đặt, những địa điểm và thử thách mà người chơi có thể gặp trong suốt trò chơi. Cuối cùng là những cạm bẫy, đóng vai trò như những kỹ năng của đồng minh người chơi. Về cơ bản thì chỉ có thế thôi. Như đã nói thì Adventure Token cũng giống như Runic hay Generider. Thông tin cơ bản thì cũng chẳng có gì hot. Chi tiết thú vị thực sự mới ở bên trong các lá bài. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sâu hơn về những lá bài của Adventure Token trước nhé. Đầu tiên sẽ là các quái thú, những thành viên đáng tin cậy của người chơi trong suốt cuộc phiêu lưu. Nhân vật đã triệu hồi anh hùng đến thế giới này là Water Enchantress of the Temple, một nữ pháp sư. Thông qua nghi thức Rites of Aramesia để triệu hồi anh hùng cùng với ma thuật liên quan đến nước. Rất có thể Water Enchantress được lấy cảm hứng từ nữ thần vô dụng Aqua trong light novel, manga và anime Konosuba, cũng mang theo chủ đề Isekai. Tiếp theo là Magical Warrior of the Relic, một chiến binh với thân hình lực lưỡng. Tôi nghĩ rằng Magical được lấy cảm hứng từ nhân vật Gotaro trong một bộ Isekai khác là The Sorcerer King of Destruction and the Golem of the Barbarian Queen. Wandering Griffin Rider ám chỉ đến một người nhỏ bé cùng với một quái thú có cánh tựa Griffin mà cô đang cưỡi. Dựa theo ngoại hình thì có thể cả hai được dựa theo nhân vật là Raftalia và Philo. Tất nhiên, cũng đến từ một bộ Isekai khác là The Rising of the Shield Hero. Khác với các quái thú khác thì Illegal Knight đóng vai trò như một trở ngại của nhóm phiêu lưu. Có thể quái thú này được lấy cảm hứng từ chúa tể Ainz-O Gao trong một bộ Isekai là Overlord. Tuy nhiên thì không phải cái tạo hình xương sọ đâu, mà lúc lão này đang cải trang thành Momonga. Illegal Knight được dựa theo khái niệm một kẻ phản bội thường xuất hiện trong các game RPG, những kẻ đổi phe để tìm lợi ích cá nhân cho riêng mình. Trùng hợp thay thì quái thú này thuộc tộc Fen, thuộc tính Dark, với hiệu ứng giúp đối thủ kiểm soát chính nó. Cuối cùng là Celestial Apparatus Tessia, quái thú là một hỗ trợ của Adventure Token trong hộp Darkwing Blast. Cơ mà tôi cũng chẳng biết quái thú này có gì thú vị để đề cập không. Tiếp theo sẽ là ma pháp và cạm bẫy.
hai lá Rite of Aramisir và Faithful Adventure thì hồi nãy chúng ta có đề cập rồi, nên chắc cũng không cần nói nữa. À mà khoan, cái tên Aramisir nếu như đánh vần ngược lại thì chúng ta sẽ có từ Rise Mara, một thuật ngữ tiếng Nhật có nguồn gốc từ Reset Marathon, ám chỉ đến quá trình liên tục đăng ký các tài khoản mới trong một trò chơi điện thoại hoặc gacha sau khi đã kết thúc việc thu thập hết những tài nguyên tốt nhất có thể trong cái tài khoản cũ. Ai mà chơi gacha hay cày game nhiều thì chắc hẳn sẽ hiểu thuật ngữ này thôi. Ký tự Lao Mã Di Trọng Sông trong tiếng Trung giản thể của Rite of Aramisir cũng là đảo ngược lại của phiên bản tiếng Trung được viết bằng các ký tự đồng âm của Reset Marathon là Trong Dì Ma Lạ Sông. Với các ma pháp trang bị, Dracoback the Rideable Dragon là con thú dùng để cưỡi trong suốt chuyến hành trình. Starlit Papillion giúp chúng ta tìm đường thoát ra khỏi khu rừng bóng tối Forest of Lost Flowers. Tương tự như thanh kiếm Dunel the Noble Arms of Light hỗ trợ người chơi vượt qua hang động Zaralam the Dark Palace. Trong tên của Dunel có chữ Noble Arms, ám chỉ đến việc lá bài này cũng thuộc một tộc bài khác là Noble Knights. Ma pháp môi trường Forest of Lost Flowers được dựa theo Mayoi no Mori, một tên gọi chung cho những khu rừng bí ẩn trong các tựa game RPG Nhật Bản, thường được bản địa hóa sang tiếng Anh dựa theo nhiều nghĩa khác nhau của từ Mayoi, chẳng hạn như ảo ảnh hay lạc lối. Một số lá bài cũng thuộc Adventure Token khác, chẳng hạn như Breath of Resurrection, Curse of Aramathir và Thunder Discharge. Lối chơi của Adventure Token khá là thú vị, mới lạ và có thể dùng chung với rất nhiều bộ bài khác nhau. Chiến thuật xoay quanh vào việc sử dụng Rite of Aramisir để triệu hồi một Token Adventurer, đồng thời đặt Faithful Adventurer lên sân. Giới hạn để sử dụng Rite of Aramisir ngăn chúng ta không được sử dụng hiệu ứng của quái thú, trừ phi chúng được triệu hồi đặc biệt. Nhưng đừng lo, vì các quái thú trong tộc bài đều có thể triệu hồi đặc biệt khi đã có Adventure Token trên sân. Mỗi thành viên đều sẽ có một hiệu ứng riêng biệt, chẳng hạn như Search Spell với Tezia, trả bài về tay đối thủ với Illegal Knight, thiết lập Trap với Magikor và một Omni-Gate cực mạnh của Griffin Rider và Search Field Spell với Water Enchantress. Tộc bài có 3 Equip Spell đều có thể tái được sử dụng khi chúng bị gửi xuống mộ, đều được sử dụng để trang bị cho Adventure Token. Với Dracoback trả card về tay của đối phương, Dunel và Starlit sẽ đóng vai trò kiểm soát chỉ số công của các quái thú trên sân. Hai Field Spell, Forest và Zaralam sẽ đóng vai trò để kiểm soát thế trận trong Battle Phase. Chúng đều đem đến một hiệu ứng bảo kê khá tốt với các quái thú khi được trang bị bởi Dunel hoặc Starlit, được miễn nhiễm hiệu ứng kích hoạt của đối phương hoặc ngăn chặn cho đối phương kích hoạt hiệu ứng trong Battle Phase. Ngoài ra, Forest giúp người chơi thêm tài nguyên sau khi tiêu diệt quái thú của đối phương trong chiến đấu, và Zaralam gây một lượng lớn sát thương với công gốc của quái thú đối phương sau khi chúng bị tiêu diệt. Sau khi hiệu ứng ấy được kích hoạt trong lượt, Forest và Zaralam đều có thể search field card còn lại, giúp người chơi bày ra một thế trận hoàn toàn khác. Trọng tâm chính vẫn là sử dụng Rise of Aramisir càng nhanh càng tốt để triệu hồi Adventure Token, bày một thế trận đủ tốt với các quái thú khác của chủng tộc cùng với những ma pháp trang bị, hướng đến phương pháp triệt hạ đối phương một cách nhanh chóng. Là một tộc bài engine vô cùng mạnh mẽ, Adventure Token có thể được sử dụng để chơi chung với một số tộc bài khác, chẳng hạn như Prank Kids, Phantom Knights hoặc Synchron. Cũng vì lối chơi mượt mà nhưng cũng thần tốc, cho nên số lượng bỏ ra để sở hữu Engine Adventurer cũng khá cao, cộng thêm việc bị Konami sờ gáy làm giảm sức mạnh của tộc bài này đi khá nhiều. Trước khi kết thúc video, hãy cùng tôi tìm hiểu cốt truyện của tộc bài Adventure Token được đề cập trong The Valuable Books X Volume 2 nhé. Khi bạn tỉnh giấc, trước mắt bạn bây giờ là một thế giới khác mà bạn chưa từng thấy trước đây. Đây là câu chuyện kể về một nhà thám hiểm đơn độc được triệu hồi từ một thế giới khác thông qua một nghi lễ cổ xưa. Nhà thám hiểm thức tỉnh. Này,
cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi. Cậu được triệu hồi đến thế giới này theo nghi thức của một giao ước cổ xưa. Mọi người đến từ mọi chủng tộc đều tồn tại trên thế giới này. Bên cạnh đó là những con quái vật vô danh và quyền năng phép thuật. Ngoài ra, còn có những kho báu quý giá đang ngủ yên trong đống đổ nát nằm trên khắp thế giới. Nào, chúng ta hãy cùng bước ra khỏi ngôi đền và bắt đầu chuyến hành trình đầy thú vị này nhé. Tôi sẽ cố gắng hỗ trợ cậu bằng ma thuật nước của mình, mặc dù tôi không có giỏi đâu đó. Đoàn thám hiểm. Nguy hiểm là một phần trong chuyến hành trình của chúng ta. Trường hợp đó, chúng ta sẽ cần những người bạn đồng hành đáng tin cậy. Đó là lý do tại sao chúng ta sẽ kết bạn với Magikor Warrior, người có thân hình cường tráng, và Griffin Rider, một cá thể thuộc giống loài Felinoid. Chúng ta hãy tiếp tục cuộc phiêu lưu với nhóm du hành 4 người nào. Bên cạnh đó, Dracobeak sẽ là phương tiện di chuyển của chúng ta trên đường. Hành trình nguy hiểm. Một khi cậu bị lạc vào rừng hoa lạc Forest of Lost Flowers, sẽ không có đường nào thoát ra được. Vì vậy, hãy mang theo Starlit Papillion, nó sẽ giúp cậu tìm đường ra. Sẽ có những trận chiến nguy hiểm trên chuyến hành trình, nhưng sẽ không sao đâu, nhờ vào phép thuật chữa lành của nữ thần. Zarlam là một hang động ma quỷ nơi những con quái vật bóng tối trú ngụ. Tôi sẽ dẫn đầu. Liệu sức mạnh ánh sáng của thanh kiếm Dunel có mở đường đến với khu vực tiếp theo không? Chúa tể của những tàn tích này hẳn đang đợi cậu. Chuẩn bị triệu hồi, chúa tể của sớm chớp. Chúng tôi đụng độ với một hiệp sĩ bí ẩn trong ngục tối. Ngoài quyền năng trong tàn tích cổ xưa, chúng tôi đều không nắm rõ chủng tộc, giới tính của người đó. Đến đây nào, nhà thám hiểm đáng mến. Đã đến lúc bắt đầu một chuyến phiêu lưu mới rồi. Và đó là tất cả những gì các bạn cần biết về tập bài Adventure Token. Nếu có gì không hợp lý hoặc sai sót, các bạn hãy comment phía bên dưới nhé. Đừng quên bỏ lại một like, share và theo dõi cho Biên Hòa Yu-Gi-Oh! Còn bây giờ thì, xin chào và hẹn gặp lại!